Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình tiếp tục đi câu cá lóc nha các bạn. Nay là cái địa hình cũng mới nè các bạn. Đây là ruộng lúa, hôm nay đi cũng đông anh em lắm. Đó, các bạn thấy anh em đứng câu nhóc nha. Đó nha các bạn. Giờ mình quay cái địa hình sơ sơ cho các bạn xem nha. Đây là địa hình câu nha các bạn. Chung là đây là toàn là ruộng lúa rồi các bạn. Đó. Đó, có ông anh cũng đang câu đó các bạn thấy không? Đó, đi mấy anh em câu rồi. Đó. Thì bây giờ mình tiến hành đi câu nha các bạn. Dạ đem thôi, nó còn nó dốc. Bèo sao nó vét cái vỏ không nữa rồi. Sao rồi cưng? Trời trời trời, giỡn hoài béo. Đã chút xíu để bèo anh câu bèo gồng nữa các bạn. Đã nói mày tới lúc mày phải chết với tao rồi. Vũ ơi, Vũ ơi, ký mấy anh Vũ ơi. Tao đã nói tới lúc mày phải chết rồi. Tới lúc mày phải chết với tao rồi.
nó làm cái hình lên hình đó vậy. Trời ơi, quá tai con cá rồi. Hết biết luôn rồi. Nãy giờ nó hụt 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 mấy cá. Rồi rồi xong rồi. Im. Đủ sáng vậy hả? Đu gì mà nó không ăn trời, cá này nó dạng lắm mà. Nó làm thịt 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 nãy giờ mấy cái gì, kéo nó không ăn cái ta lùa nó cái nó rượt cá nó dọ đóng vô cái mà quất luôn. Ai ọ dữ vậy? Biết lùa nó vô đó là nó quất liền mà. Ủa mà cái ông kêu ông câu đâu vậy? Ông kêu ra. Câu là lạ phải không? Ừ. Cái lùa con với đám cỏ ngang đóng liền luôn. Cá này sáng ăn dữ luôn phải không? Rồi sao cái vỏ không là sao? Đó, ghê trời. Cái cây này ngắn quá. Xích nặng chút em. Cái nè, lại xích này nè, này nhá. Tiểu trắng nước anh. Câu vợ. Uống trắng nước hay nặn nước anh đó. Sáng giờ bèn rồng. Cái bèn rồng tại ông câu ông giật bèn rồng quá trời sao bèn cá mẹ nó sợ chích mẹ chạy đi mất tiêu lấy gì ăn. Mà câu mà giật nó sợ chích mẹ luôn, nó đâu dám vô đâu. Giật nó cỡ đó rồi ông cũng ai ai đi chụp vô đó tao điện vô đó chụp bác hả anh. Con này dám có cả cái 3 cái 4 lắm rồi bao. Quá tài. Con ốc coi khí rưỡi không? Con này chà má nện luôn nè. Hết biết cá. Video mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha các bạn. Hôm nay trời cũng chiều quá các bạn. Hôm nay mình dính được con bự, con cũng cả ký ngoài nha các bạn. Thì hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Tại hôm nay mình vô cũng trưa quá, không có thời gian mình rảnh, mình đi trễ quá cho nên công
buổi chiều nó không ăn các bạn, làm được con cũng ở ký mấy. Mình hẹn các bạn lại cái video sau mình sẽ kiếm được nhiều cá hơn để cho các bạn xem. Bye bye các bạn nha các bạn.